chào tất cả các bạn, mình là Linh, mình đến từ Hà Tĩnh, mình sinh năm 97. Thì trên tay mình là tấm visa ở trường quốc tế Han Kheong ở tỉnh Gyeonggi, mình vừa nhận được tờ ở trung tâm du học MAP. Xin chào các bạn, mình tên Hằng, mình đến từ Vĩnh Long. Mình vừa nhận được visa của kỳ tháng 12 của trường Đại học Quốc gia Han Kheong. Mình rất là vui và đang háo hức được đặt chân đến Hàn Quốc. Thực sự thì đến bây giờ mình vẫn rất là vui và hồi hộp vì mình không nghĩ là mình có thể đạt được visa một cách nhanh chóng như thế. Qua sự hỗ trợ của trung tâm du học MAP thì tất cả các thủ tục đều rất là nhanh chóng và hoàn thiện. Thực ra thì đi du Hàn Quốc là một cái ước mơ từ lúc hồi học cấp 3 của em. Lúc ấy thì em đã xem rất nhiều phim về Hàn Quốc. Thì sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì em quyết định sẽ đi du học Hàn Quốc trong năm nay. Và em tìm hiểu trên mạng thì biết được trung tâm du học MAP của mình đang có hỗ trợ về chương trình cho du học sinh ở bên này, nên là em đăng ký ở trung tâm du học MAP. Lý do em chọn đi du học Hàn Quốc là vì em rất là yêu thích đất nước Hàn Quốc và em thường xem phim, và em muốn đến Hàn Quốc để học hỏi và trải nghiệm học tiếng Hàn tại Hàn Quốc để một cách thực tế, và sau này em muốn trở về Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ thì các trường học thì vận dụng tiếng Hàn để dạy cho học sinh rất là nhiều, và sau này em muốn trở về và dạy cho học sinh một cách thực tế và cho học sinh hiểu một cách rõ ràng hơn về tiếng Hàn ạ. Thì theo em có tìm hiểu thì trường Đại học Quốc gia Han Kheong là một trong những trường đứng hàng đầu Hàn Quốc về ngành kỹ thuật máy tính và IT. Thì thực ra thì em đã học về chuyên ngành IT và máy tính ở Việt Nam rồi, nên là em muốn qua đó để bổ sung thêm kiến thức về IT để sau này mình có cơ hội Việt Nam thì mình sẽ làm việc ở một trong những công ty lớn nhất ở Hàn Quốc như là Samsung hoặc là Lotte. Thì đó, và trường Han Kheong là vừa đây em được nhận thông tin là trường Han Kheong được nhận một gói đầu tư của chính phủ Hàn Quốc trị giá 6,6 tỷ won. Nên là em nghĩ đó là một môi trường khá là tốt để mình học tập. Lý do em chọn trường Đại học Han Kheong vì trường đại học là một địa điểm rất là thuận tiện cho học sinh học và chi phí rất là phù hợp. Và ở đây là nền văn hóa cũng rất là nổi tiếng và em đến đây để học hỏi ý lựa chọn. Và trường cũng rất là nhiệt tình, giáo viên rất là nhiệt tình với học sinh, là luôn chỉ dạy học sinh nhiệt tình ạ. Thành phố Hồ Chí Minh thì thứ em chuẩn bị nhiều nhất đó là tiếng, là các thầy cô ở trung tâm là cho em làm rất nhiều đề về các chủ đề ở trong các năm vừa qua lãnh quán thường ra, và cho bọn em tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn. Ngày nào các thầy cô cũng luyện tập cho em rất là nhiều. Và tiếp theo là về hồ sơ thì bọn em chuẩn bị rất là đầy đủ trước khi vào lãnh sự quán, nên là không phát sinh ra vấn đề gì hết. Việc còn lại là vào phỏng vấn thôi ạ. Thực ra trong phần làm viết của em thì em nghĩ là mình làm khá là tốt, nên là các thầy cô bên lãnh sự quán người ta hỏi một câu là giới thiệu về quê hương của mình thôi. Thì em cũng giới thiệu như cách mà các giáo viên ở trung tâm đã hướng dẫn, nên là thầy cô có khen và sẽ cấp visa sớm. Quá trình phỏng vấn với trường là trường hỏi em những câu về kế hoạch tương lai học tập của em là như thế nào, và trường ở trung tâm MAP thì cũng có chỉ dẫn các em là về những thông tin của trường, về những thuận lợi và điều kiện của trường chỉ dẫn rõ ràng, và em cũng có tìm hiểu thêm trên mạng để biết được thông tin và phỏng vấn với trường một cách được tốt hơn. Em ấn tượng về buổi phỏng vấn là thầy cô giáo sư ở bên trường rất là nhiệt tình và hỏi lo cho học sinh những cái chi tiết nhỏ, là giống như là học như thế nào và định hướng tương lai, hỏi rõ về định hướng tương lai của mình như sao. Theo em thì trong quá trình chuẩn bị qua du học tại Hàn Quốc thì thứ mà mình cần chuẩn bị tốt nhất đó là tiếng. Mình tại vì ở bên Hàn thì ở bên các trường đại học thường thường là giáo viên Hàn Quốc người ta sẽ dạy một cách rất là nhanh, nhưng mà ở trung tâm thì mình được các giáo viên Việt Nam người ta hướng dẫn rất là nhiệt tình và rõ ràng, chỗ nào mình không hiểu thì mình có thể hỏi. Nên là em nghĩ là tiếng, tập trung vào tiếng là một thứ rất là quan trọng trước khi mình đi du học ạ. Cái tiếp theo là các bạn phải định hướng được rõ ràng mục tiêu, mục đích của mình sang Hàn là gì. Mục tiêu nghề nghiệp lâu dài, mục tiêu ngắn hạn. Ví dụ như là trong một năm mình sẽ đạt được topic 3 hoặc topic 4. Sau khi đó thì mình sẽ
nên mà chuyên ngành gì, trường đại học nào, và sau khi tốt nghiệp mình sẽ xác định là làm ở công ty nào, ở lại trong vòng bao lâu. Thì mình nghĩ là các bạn nên chuẩn bị thật là rõ ràng, kỹ càng trước khi qua, để tránh tình trạng là mình bỡ ngỡ, mình không biết lựa chọn con đường nào qua tới đó. Như những gì bạn Linh đã nói thì cũng như là chúc cũng như cái lời mình muốn nói, mình muốn chúc các bạn là hãy chuẩn bị học tập thật tốt và được đi đến thực hiện ước mơ trên đất nước Hàn Quốc ạ. Hẹn gặp các bạn tại Hàn Quốc và trường đại học quốc gia Hàn Kiêu. Hàn Kiêu. Hãy tìm